Khi một người mất không bị nghiệp nhiều thì thời gian nhanh nhất là bao lâu được tái sinh? Muốn biết việc này thì để Pháp Hòa theo dõi. Bây giờ Pháp Hòa chỉ trả lời chung chung theo căn cứ chữ tổ ha. Khi một người mới mất, nó không cần phải trải qua bất cứ thời gian nào, vì nếu nghiệp lực của người đó là thiện thì cái nghiệp thiện này lập tức đưa hỡi tái sinh mà không cần bất cứ thời gian nào, dù một ngày hay ba tháng. Còn nếu người nào nghiệp họ cực ác, họ cũng không cần trải qua nào ngày nào hết, họ liền đọa lạc theo cái nghiệp ác của họ. Nhưng mà con người chúng ta, thiện ác nó đều có. Có khi cũng từ bi dữ lắm, mà có khi cũng cay cú. Cho nên chư tổ nói có 49 ngày. Để chi? Để chúng ta luận cái nghiệp lực của mỗi người mà để người đó vãng sinh. Nói 49 ngày là để chúng ta có thời gian để chúng ta vì người đó mà tạo phước để tăng trưởng cho họ. Đó là cái ý của chư tổ. 49 ngày là thời gian để luận và đồng thời cho chúng người thân có cơ hội tạo phước lành để cho người đó. Ví dụ như bác sĩ nói á, mẹ của quý chị, quý anh còn 3 tháng nữa sẽ mất vì bệnh ung thư. Thì mình biết trước được mẹ mình còn 3 tháng, cho nên cả nhà sẽ cố gắng dành thời gian nhiều với mẹ trong 3 tháng này. Để 3 tháng sau mẹ có mất thì mình không có gì phải lo nữa, hối hận nữa, vì mình đã làm tròn tất cả những gì cho mẹ. Cũng như thế, nếu chúng ta biết người thân chúng ta chỉ có 49 ngày thì chúng ta dồn hết tâm lực để tạo phước lành hồi hướng cho người đó. Vì sao? Vì trong 6 phần công đức họ chỉ hưởng có 1 phần. Nếu chúng ta lơ là nữa thì quá ít ỏi. Còn bao lâu thì em không biết. Em chưa mở một cuộc tìm kiếm đi theo dõi. Quy y Tam Bảo là một buổi lễ để chúng ta chính thức phát nguyện trở về nương tựa Phật Pháp Tăng. Vì chữ quy y nghĩa là quay trở về. Quay trở về gọi là quy. Y là nương tựa. Quay trở về để nương tựa với Tam Bảo. Phật là người thầy dẫn dắt. Phật có đủ khả năng dẫn dắt soi đường. Pháp là lời dạy của Phật, là chân lý, là con đường. Mình muốn đi đâu mình phải biết đường, mình muốn làm việc gì phải biết cách. Đi không biết đường đi không thể tới, làm không biết cách làm sẽ hư sự. Cho nên sống mà không biết cách sống, sống sẽ khổ đau cho mình và cho người. Cho nên hôm nay chúng ta chính thức nương tựa lời dạy của Phật, để lấy lời Phật dạy làm phương châm, làm chân lý, làm ánh sáng để hướng dẫn cho cuộc sống của chúng ta. Quy y Tăng là trở về nương tựa đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Cho nên khi chúng ta lạy Phật, chúng ta lạy ba lạy. Ba lạy là tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng, chúng ta gọi chung là Tam Bảo. Tại sao phải quy y? Quy y không phải là một buổi lễ gia nhập một tôn giáo, mà là một cái sự phát nguyện. Bắt đầu hôm nay con nguyện hướng đời con, cách sống của con hướng thượng, hướng thiện. Xưa nay con muốn quẹo đâu con quẹo, bây giờ bắt đầu từ hôm nay con nhắm cái hướng mà con đi. Con không buông trôi mà con biết sống hướng thượng, biết hướng nào tốt thì hướng tâm và đi cho trọn cái con đường mà chúng ta đã hướng. Quy y để có một cái cách sống ý thức rõ ràng, ý thức cái khổ mà chúng ta làm để cái khổ đó không có mặt, hoặc là cái khổ đó giảm đi mà hạnh phúc nó có mặt. Ví dụ ý thức được cái sự sát hại cho nên nguyện không giết, không sát hại mọi người. Ý thức cái khổ của bất công cho nên không gian tham trộm cắp. Ý thức cái khổ của đổ vỡ hạnh phúc gia đình cho nên không quan hệ tình cảm dục nhiễm.
ý thức được lời nói có thể đem lại hạnh phúc cho người, cho nên nguyện không nói những gì làm tổn hại đến người khác qua lời nói của mình. Nhưng nếu chúng ta vừa ái ngữ mà vừa biết lắng nghe người khác thì chúng ta trọn vẹn một câu chuyện, trọn biết, trọn sự hiểu biết. Và chúng ta hiểu biết sâu chừng nào thì tình thương chúng ta càng lớn. Cho nên cái điều thứ tư là nguyện nói lời ái ngữ và học hạnh lắng nghe. Và cuối cùng chúng ta ý thức được rằng thân thể này do tổ tiên trao truyền, phải biết dưỡng thân, ăn uống lành mạnh, sống lành mạnh, bớt rượu, bia, thuốc lá, xì ke, ma túy để bảo đảm sức khỏe của thân. Những câu chuyện nào, những phim ảnh gì nó có tính cách làm tổn hại đến cái tâm thức của mình, để không tăng trưởng bạo động, căm thù, vân vân, thì chúng ta nên tiếp xúc. Còn cái gì nó không mang lại sự lành mạnh mà nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm thức mình thì chúng ta nên tiết chế. Cũng giống như con nít, con có cháu của mình, nó chơi với bạn bè, nó ảnh hưởng những tư tưởng bạo động, nó ảnh hưởng những tư tưởng gọi là không lành mạnh, thì chúng ta lập tức tìm cách giúp cho con mình. Thì chính bản thân mình cũng vậy. Cho nên năm cái điều này: không sát hại, không trộm cắp, không tà hạnh, không lường gạt, không sống thiếu ý thức về sự tiêu thụ hàng ngày, hoàn toàn cho đời sống con người của chúng ta. Nó không phải làm điều này để lợi cho một đức Phật hay là để lấy điểm với một đức Phật, mà chúng ta thực hiện điều này để làm lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Đạo Phật là để cung ứng cho con người và lấy con người làm cái trung tâm, làm cái điểm chính để hướng dẫn, để thuyết giáo. Cho nên tất cả những gì trong đời sống con người thì chúng ta cần thổi vào đó một cái ánh sáng của Phật Pháp, để cái việc đó nó tươi sáng lên, nó lành mạnh lên và không có bị những cái bụi bặm, những cái phiền não nó xâm chiếm, nó làm khổ. Ví dụ như đời sống con người, người ta có đời sống vợ chồng, thì Phật giáo sẽ soi vào, soi sáng cái những cái lời dạy về hạnh phúc hôn nhân theo lời Phật dạy, để làm cho cái hôn nhân đó được hạnh phúc, để bình an trong cái đời sống của con người. Bây giờ con người ngoài cái sống đám cưới ra, con người còn có đám ma, đám chết. Cho nên Phật giáo cũng thổi vào những cái tang lễ, những lời giảng để con người ý thức sự sống chết. Con người vẫn bị già chi phối, cho nên đạo Phật thổi vào cái chân thật, cái vô thường đó, để nói lên chân lý và hướng dẫn con người không sợ hãi ở cái già bệnh. Như vậy đạo Phật lấy con người làm cái đối tượng, và cái pháp môn tu tập là chánh niệm, thì chúng ta thổi vào đó. Chứ tu quy y không có nghĩa là bắt đầu từ bây giờ mình no life, không còn sự sống gì hết, không phải. Có nhiều người ta sợ, ta tưởng quy y là bắt đầu mỗi tuần phải đi chùa, phải cống hiến bao nhiêu cái gì đó, không, mỗi việc bình thường. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, cái nói của mình có chánh niệm hơn, cái ăn của mình có chánh niệm hơn, cách sống của mình có chánh niệm hơn, cách hành xử của mình có chánh niệm hơn. Ví dụ hồi đó mình đi ngang thấy bao rác, hỏi biết gì không? Dạ biết, bao rác, nhưng để đó luôn. Bây giờ đi ngang biết bao rác, đổ rác. Đó, bây giờ mình thêm cái đó đó. Hồi xưa giờ mình uống rượu biết không? Biết uống rượu, không biết. Ôi hay quá, có chánh niệm rồi, uống rượu, biết uống rượu. Bây giờ chánh niệm nó đưa mình đi xa hơn, rượu sẽ làm mình bệnh, thuốc sẽ làm mình bệnh, cho nên mình ý thức điếu thuốc, ý thức ly rượu, để chúng ta tiết giảm rồi dần đi tới cái chỗ chúng ta dừng nó. Dừng nó không phải để khổ, mà để chúng ta có một cái khác lợi ích hơn. Dừng nó để không tổn hại lá phổi, lá gan mình, mà còn để dành được tiền của mình mà không làm cho người thân mình không vui, không hạnh phúc vì cái cách sống của mình. Như vậy quy y là tìm cho mình một cách sống tốt đẹp để hạnh phúc cho mình và người thân của mình. Pháp Hòa giải thích đơn giản như vậy để đại chúng hiểu được ý nghĩa quy y. Không phải chúng ta làm gì gọi là
bắt đầu từ bây giờ mình làm một cái gì mà chúng ta không với tới, mà tất cả rất bình thường trong cuộc sống. Nhưng bây giờ mọi thứ có chánh niệm soi vào, có ý thức vào đó thì mọi việc nó sẽ khác đi. Có những vị xuất gia nhưng mà cái chết không bình thường, mình cũng không thể nói người đó là không tu. Mình tu là đời này, nhưng mỗi người có cái nghiệp cuối đời của chúng ta. Chúng ta không thể nhìn một cái chết, một cái vị nào đó rồi chúng ta nói là vị đó thiếu tu. Không phải vậy đâu. Quý vị thấy Đức Phật không? Đức Phật thành đạo rồi mà trong kiếp này Đức Phật phải gặp 10 cái duyên nghịch. Trong đó có một cái duyên là Phật bị người ta phỉ báng, là do đời trước Ngài chê người ta. Có một kiếp Ngài là một cái người rất là đẹp trai, rồi cái cô đó cổ đem lòng cổ thương yêu Ngài. Nhưng mà Ngài đẹp, nhưng mà Ngài có tu. Thay vì Ngài mới từ chối người ta khéo đi, Ngài nói là tôi cũng cảm ơn tình yêu của cô, nhưng mà thôi tôi không có duyên với cô, tại vì tôi thích tu, thí dụ vậy đi. Không, Ngài nói vậy nè, này đẹp cái gì, nguyên một cái đại gia hôi thối, xúc phạm cổ. Chính vì cái nghiệp xúc phạm đó mà đời sau, đời này nè, Phật thành đạo, Phật bị một cái cô thiếu nữ mang bụng chữa vô vu oan cho Ngài, để phỉ báng Ngài. Thì các vị mới hỏi Phật là tại sao Phật là một cái bậc như vậy mà Ngài còn bị. Thì Ngài mới kể là cái đời quá khứ của Ngài. Quý vị thấy Ngài Mục Kiền Liên không? Bị ngoại đạo đánh chết trước cửa Tịnh Xá Trúc Lâm. Bởi vì khi mà người ta hỏi Ngài, như thầy trò của tôi đây, chết đi đâu? Thì thay vì Ngài trả lời rằng tùy theo nghiệp mà thọ sanh, thì Ngài đâu có đụng chạm ai đâu. Ngài trả lời, thầy trò của ông á, tu ngoại đạo chết đọa địa ngục. Ngoại đạo giận tức nhào vô đánh Ngài chết tại chỗ. Mà khi mà Ngài chết rồi thì Ngài Xá Lợi Phất và các thầy tới xúc Ngài lên, hỏi Ngài tại sao sư huynh có thần thông mà sư huynh không đằng vân sư huynh bái. Thì Ngài Mục Kiền Liên trả lời, khi nghiệp lực nó đến, một chữ thừa, thần còn không nhớ được, nói tới chữ thông. Thời gian ngắn ngủi cuộc đời mình để làm dễ sợ lắm. Này Pháp Hòa có một bà cụ quen niệm Phật mà khi mà bà đau quá, bà vô thăm bác nhớ niệm Phật, cho dù biết bác trả lời sao. Khi cái cơn đau nó hoành hành, chữ Nam còn không nhớ, đừng nhớ tới chữ Phật. Đó, cái câu đó để mới nói với chúng ta rằng nếu đời này chúng ta không lo huân tu, rồi đợi tới lúc chết mà người ta niệm cho mình biết mình có giao cảm với cái đó không, mà mình đợi mình chờ. Thì cuối cùng ở đây, cái vấn đề mà gọi là mình làm những cái việc là ngạ quỷ, tất cả đều là nhắc nhở mình phải nhẹ nhàng, phải từ tốn trong tất cả mọi việc. Không có tội lỗi nếu mình phải khinh xúc một cái gì hết. Nhưng nếu chúng ta tâm mình có pháp đó thì tự động chúng ta sẽ trân trọng nó. Như hôm qua Pháp Hòa ví dụ, nếu tâm mình biết nhận đây là cái chuông, là một pháp khí của nhà Phật để tụng kinh, tự động chúng ta thấy cái chuông chúng ta trang trọng để nó. Còn nếu tâm mình không có cái chuông thì cái này không là gì hết, là một miếng đồng gõ cái beng cho nó kêu tiếng. Nếu tâm mình có cái pháp y thì cái pháp y của mình để trên đầu. Còn nếu tâm mình không có pháp y, đừng có thọ gì mất công, mình ở đâu mình cũng cầm nó như miếng vải vậy à. Nó vậy đó. Thì thưa đại chúng, tất cả những gì chư tổ nói nó đều là giúp cho chúng ta giảm đi cái hạnh thô tháo, cái sơ thất của mình trong cuộc sống thôi. Chẳng hạn mình đi vào trong nhà vệ sinh, gõ cửa 3 tiếng, ở trong kia đáp lại 3 tiếng nếu trong đó đang có người, mà không cần phải la lên I am here. Hoặc mình cũng cần hỏi who's there. Chỉ cần đáp, gõ 3 tiếng, ở trong đáp lại 3 tiếng, mình chỉ muốn biết có ai thì người đó. Tại sao không lên tiếng? Vì không muốn cái thô nó lộ ra. Đáp 3 tiếng, rồi đi vào trong nhà vệ sinh, trước khi ngồi xuống gõ miệng 3 tiếng. Chư tổ nói có những loài ngạ quỷ họ ăn cái phẫn dơ đó, mình không muốn cho mình đánh cho mình đánh, ý thức đánh thức để cho họ gian ra. Cái đó cũng là một cái ý niệm nhắc nhở chúng ta
trở về cái giây phút hiện tại. Chúng ta đang ở cái chỗ xú uế, tống khứ nó ra như tống khứ tham sân si. Cho nên gõ xong rồi liền có bài kệ: đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh, khí tham sân si quyên trừ tội lỗi. Lúc đại tiểu tiện, cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Cái gốc tội là tham sân si, mà cái gốc tội nó dơ, nó chán, nó hôi, như là cái tạp dơ mình vừa thải ra. Không muốn nhìn, không muốn thấy, không muốn nói, không muốn ngó, nhấn cho nó đi liền. Cho người tu của chúng ta, tham sân si hiện khởi, đi liền. Còn những cái gì chúng ta làm, đó là phương tiện và giúp cho chúng ta thuần hóa thân miệng ý của mình thêm hơn trong cuộc sống. Kính bạch thầy, con muốn nhờ thầy giải đáp câu hỏi của bạn con. Khi nhập niệm người mất đã đóng nắp quan tài, thầy gõ hai cái vào quan tài, sau đó gõ thêm một cái nữa, vậy có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa gì đâu, hai cái không đủ, làm cái nữa cho đủ ba. Bộ muốn thế dỗ thầy thì sao phải hỏi mấy vụ này. Muốn giành giớt. Thật ra cái đó chỉ là một cái hình thức lễ nghi nhắc nhở người mất. Tại vì đậy nắp quan rồi, sắp sửa đưa đi thiêu hay chôn, thì mình muốn tỉnh thức cái người mất đó, để họ đừng có lưu luyến cái xác thân tứ đại của họ. Mình mới dỗ vô quan tài. Thì thường thường mình gõ mấy cái mình dỗ, nhưng mà trung bình gõ ba được rồi. Thì mình dỗ một cái, hai cái, rồi bắt đầu mình mới gọi cái tên người mất: Hương Linh Nguyễn Thị Bông, đó, pháp danh Diệu Lài, ví dụ vậy đó. Rồi xin lắng nghe, mình nói Hương Linh xin lắng nghe. Cõi cực lạc ngàn hoa sen đua nở thắm, chốn phàm trần rối rắm chuyện tử sanh. Hương Linh nay phát tâm lầm, chí tâm niệm Phật vãng sanh sen vàng. Cũng là một câu. Hoặc là mình nói Hương Linh xin lắng nghe, Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Ý muốn nhắc cái chỗ trở về của mình, chẳng qua chết sống là chỉ trở về thôi, như là trăng lặn nhưng không có lìa trời, như bao nhiêu sông cũng về biển, phải không? Trăng lặn không lìa trời, âm dương không cách trở, cõi âm cõi dương nó không có ngăn cách, sanh tử vẫn tương dung. Chỉ anh mới vừa chết đấy thì anh sẽ sanh, hoặc là trong giây phút anh vừa nhắm mắt cũng có hàng triệu người đang sống. Sanh tử vẫn tương dung. Mình đi một chuyến xe, mình vừa bước xuống cái cửa sau thì ở trên này đã có người leo lên xe rồi, phải không? Chiếc xe cuộc đời này không bao giờ ngớt khách, không bao giờ lơi khách, mà cứ người này xuống thì kẻ kia lên. Đó là một lời khai thị cho cái người mất. Có khi nói thân này không phải là tôi, tôi không bị kẹt vào nơi thân này, tôi là sự sống thênh thang, tôi chưa bao giờ từng sanh, cũng chưa bao giờ từng diệt. Tử sanh chỉ là trò chơi cút bắt, tử sanh là cửa ngõ ra vào. Hãy vẫy tay chào để tức thì gặp lại, gặp lại hôm nay và gặp lại ngàn sau. Đó là sự nhắc nhở, nhiều câu để nhắc lắm, nhiều câu để nhắc nhở. Từng nghe giác tánh viên minh xưa nay vắng lặng, vốn không nhã nhân huyễn tướng, nào có sanh diệt giả dân. Nhân tối sơ một niệm sai lầm, theo vọng tưởng có nay sanh diệt. Mình bị vọng tưởng cho nên mình mới thấy sống chết là khổ đau. Tuy nhiên diệt nào có diệt, không thấy sao đạt ma tôn giả quẩy dép về tay. Sanh mà không sanh, Thích Ca Thế Tôn song lâm nhập diệt. Nếu không một phen thấu triệt, khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi. Nên người trời còn có luân hồi, huống phàm thứ há không sanh tử. Cái câu người trời còn phải có luân hồi, chuyện con người phương tình mình, chuyện sanh tử chuyện bình thường. Nhắc nhở xong rồi, Hương Linh biết đường đi chưa?
biết rồi, thôi cứ đi. Rồi vỗ cái bóp, đi. Tiếng Hán kêu khứ. Thì cái đó là một sự nhắc nhở thôi. Và đó là một lễ nghi thôi. Một lễ nghi để mình muốn nói với người chết, cái thân này sắp sửa theo mây khói. Nếu không có hiểu được chỗ này, dính mắc cái thân này, tứ đại này sẽ khổ. Cho nên trước khi đưa vô lò thiêu, mình in case, mình phòng ngừa cái chuyện là người đó dính mắc cái thân tứ đại của họ, mình nhắc họ một câu, gõ vô cái quan tài một vài cái để nhắc. Ở bên nếu mà làm cái nghi đó cho người xuất gia, nó còn rườm rà hơn người mất. Vị hòa thượng cầm cái cây phất trần á, giống như mấy ông thái giám ở trong triều cầm vậy đó. Cây đó gọi là cây phất trần. Trần là bụi, phất là phủi. Trước khi đi chôn, đi thiêu, hòa thượng lớn hơn cầm cái phất trần đi vòng vòng quan tài, phất vừa nói: Tích Nhật Như Thị Lan, hôm trước tới đây làm sao? Kim Triêu Như Thị Khứ, sáng nay cứ vậy mà đi. Ngày trước tới đây thế nào, hôm nay cứ thế mà đi. Hiểu chưa? Hội ma hòa thượng hội ma. Lấy cái cây đó gõ vô quan tài vài cái, cho Kim đi chôn hay đi tiếp. Vậy thì đó cũng là sự nhắc thôi. Cũng giống mình giờ là thấy ai ngồi gật lên gật xuống vỗ cái bóp, tỉnh dậy. Cho con hỏi, mỗi lần tụng kinh là con xúc động và khóc, con không biết tại sao, dư nước mắt thì không, khóc hết nước mắt khỏi khóc. Thưa đại chúng, khi mà mình tụng kinh hay thậm chí mình nghe bài hát mình cảm xúc, đó là chuyện bình thường. Còn tụng kinh mình nghe cái lời kinh nó tha thiết, hoặc là trong quá khứ mình đã từng tiếp xúc với lời kinh này, bây giờ mình nghe trở lại như một cái gì đó nó gợi lại và nó sống lại trong mình thôi. Trước đây cha con mất, khi tẩm liệm có mặc chiếc áo dài đỏ ở Việt Nam đó. Bây giờ mẹ con lớn tuổi, con chuẩn bị cho mẹ, nhưng ở đây con không biết tìm áo như vậy ở đâu. Con không biết ý nghĩa chiếc áo đó, có cần thiết phải mặc chiếc áo đó cho mẹ khi mất không thầy? Con xin thầy chỉ dẫn cho con. Ở Việt Nam mình á, theo cái phong tục ngã đông nha, cái này cũng chẳng dính dáng gì tới đạo Phật hết á. Vì theo cái quan niệm của mình, lúc sống mình phải có một bộ đồ đẹp để đi ăn nói, đúng không? Hồi nhỏ của bà nhớ bà có một bộ đồ được mặc có ngày mùng 1 à, qua mùng 2 bị lột hết. Tại vì đồ mới mà đồ đẹp mà ai cho mặc mỗi ngày dơ hết làm sao, phải không? Xong rồi cái mùng 2 cái giặt cất cái năm sau mùng 1 mặc tiếp, tại vì nó không có lớn. Qua đến Canada 12 tuổi rồi mà có 42 thau. Mình quan niệm vậy nè, khi sống mình có một bộ đồ để đi ăn nói, lúc chết mình phải có một bộ đồ đẹp để mặc khi ra đi. Đồng thời sống cái nhà thác cái mộ, cho nên có nhiều vị không có thích thiêu mà muốn chôn, bởi vì quan niệm là sống cái nhà thác cái mộ. Tất cả chỉ là quan niệm thôi. Vì mình nghĩ vậy cho nên mình muốn vậy, chứ không có đúng sai gì ở việc này cả. Bây giờ ngày, cho nên người xưa hay chuẩn bị cho mình bộ đồ, người ta gọi là đồ dưỡng già. Thường là mang những chiếc gấm đồng tiền, rồi những chiếc áo đó thắt nút thắt, không có bằng cái nút nhựa, không bằng nút bóp. Tại vì ngày xưa cái gì mà nút bóp hay nút nhựa là lắc lại hết, không có cho đem đi. Cho nên cái bộ đồ mất á, để mặc chết á, là người ta thường làm tất cả bằng vải hết. Thậm chí nếu không bằng cái nút thì cũng là hai sợi dây vải cột lại, để chắc chắn rằng tất cả cái đó không có một cái gì mà nó không là. Tại vì sao? Có hai quan niệm. Một, khi đã nói tất cả đều là tro bụi,
thì tất cả phải rã hết. Cho nên cái hộp, nếu cái hộp nút bằng sắt, bằng thiết, nó vẫn còn. Nếu mà nhựa mà có đốt, nó vẫn chảy nhựa thôi, chứ nó vẫn kết thành cục nhựa. Cho nên đã nói là tro bụi, thì tất cả phải tro bụi. Đó là một ý. Ý thứ hai, người ta lắc cái nút lại để nhắc nhở người đời. Đến khi mình chết, cái nút còn bị lấy lại. Vậy thì lúc sống tham làm gì? Vơ vét làm chi cho nhiều? Lúc chết, cái nút còn bị lấy lại. Đó là cái ý của người xưa, muốn nhắc nhở mình, lấy cái chết để nhắc nhở cái sống. Đó là cái văn hóa đẹp, một cái sự nhắc nhở tốt. Nó không dính dáng gì tới đạo Phật hết á. Đây là cái chuyện người thế gian, ông bà của mình đã khéo léo sử dụng, mượn cái chết để nhắc người sống. Bây giờ nếu bình thường người ta đang sống sờ sờ, mình lỡ mình nói vậy người ta chửi chết. Ta nói mình trù người ta. Cho nên trong cái tang lễ đó, thấy có những cái điều gì có khả năng khai thị cho người sống, chúng ta làm. Cho nên lắp cái nút lại cũng là một hình thức khai thị cho người sống. Phải không? Mình vơ vét, mình đủ kiểu hết, nhưng cuối cùng có được đem cái gì? Cái áo mà còn bị lắc lại cái nút. Đó là cái ý người xưa muốn nhắc. Cho nên không nhất thiết phải là màu đỏ. Áo gì cũng được. Thậm chí có nhiều vị ta thích áo dài. Thậm chí có những Phật tử rất thích bộ đồ vạt hò, áo tràng. Cho nên các vị sắm sẵn bộ đồ lam, một cái áo tràng dặn con cháu. Thôi còn cả đời của mẹ, đồ đẹp gì mẹ cũng mặc hết rồi. Mẹ chỉ muốn cuối đời mẹ ra đi, mẹ mặc đồ của Phật, đồ của chùa, đồ người tu. Mẹ sắm sẵn bộ đồ vạt hò, cái áo tràng, sâu chuỗi. Mai mốt mẹ có ra đi, con cứ mặc về cho mẹ. Thí dụ vậy đó. Cho nên không có chuyện tốt xấu, đúng sai gì trong việc này hết. Tất cả cái quan niệm của mình. Ở đây có nhiều khi mình, ở Việt Nam mình á, khi mà sắp mất là phải lấy rượu lau mình sạch sẽ, nhúng khăn lau mình cho người mất sạch sẽ, để chi? Sạch sẽ khi ra đi. Rồi thay liền bộ đồ, nếu thấy người đó hấp hối là phải thay liền bộ đồ, với quan niệm là mặc đồ đẹp để đi. Ở nước Mỹ của mình, ở Canada mình, mặc đồ gì mặc, khi nhà hoàng đến họ lột hết ra. Họ chỉ để cái thân xác của mình trơ ra, họ quấn bằng cái tấm ra giường đó, họ để trong một cái bao ni lông, họ kéo lại. Tại vì vô trong nhà hoàng, họ để vô phòng lạnh, và trước khi mang ra thiêu, họ phải xử lý cái xác đó. Họ phải tắm rửa, họ phải bơm thuốc. Cho nên mặc cái gì mặc, họ cũng không có để đó, họ lấy ra hết. Thì mà ở đâu mình theo đó thôi, hoàn cảnh nào mình phải chấp nhận thôi. Cho nên ai ở đây mà bệnh viện mà sắp người sắp mất mà mình mang quần áo vô mình mặc, lát xong rồi họ cũng tháo ra hết à. Họ đâu có để đó đâu mặc. Cho nên mình để yên đó. Chỉ có sửa là cho người mất nằm ngay ngắn lại, rồi một lát nhà hoàng họ tới họ bưng đi thôi. Và cái cách của họ đem đi là họ lấy ra hết, họ quấn trong một cái ra, rồi họ để trong cái bao, họ kéo lại, họ để trong cái băng ca, họ cột, họ đem đi. Rồi vô trong đó, họ đẩy vô trong phòng lạnh. Có nhiều người mất cả tháng sau mới làm đám mà. Đó, thành thử và trên nguyên tắc ở đây, trước khi đem ra là phải chích thuốc, phải xử lý cái xác hết cho nó sạch sẽ. Cho nên cái việc đó không có thành vấn đề, không có quan trọng. Mình chuẩn bị thì cứ chuẩn bị, và mình cũng tùy duyên, tùy hoàn cảnh, mỗi mức độ mà chúng ta hành xử theo cái tang lễ thôi. Chứ không có gì, không có đúng sai, tốt xấu gì trong việc này hết. Con xin Thầy trả lời câu hỏi mà con đang thắc mắc, khi đã chết nên chôn hay thiêu? Cái gì tốt hơn và được giải thoát? Ủa sao chiều nay mấy vụ này không vậy? Phật đảng mà hỏi gì? Thật ra thì mấy cái này Pháp Hòa cũng trả lời hoài. Chắc có lẽ quý vị cũng chưa được nghe thôi. Giải thoát không phải chôn hay thiêu, mà giải thoát là ngay khi mình sống nè. Cái tâm mình có giải thoát những phiền não khổ đau, những chấp trước dính mắc, tự ái, tự cao, tự đại của mình, giải thoát mấy cái đó. Chứ không phải thiêu giải thoát hay là chôn giải thoát. Chôn hay thiêu bất quá là một cách xử lý một xác chết. Nói cho rõ ràng là cách xử lý.
con người khác con vật. Con vật nó chết, nó nằm ở trong rừng, con vật khác tới ăn. Hoặc lâu ngày nó tự rã, nó tan biến trong trong đất. Nhưng con người không làm vậy được. Con người văn minh hơn, con người cần phải xử lý. Nhưng xử lý nó thì cũng phải tùy quốc độ. Thí dụ như ở Tây Tạng, không thể chôn gì không có đất, cho nên buộc lòng người ta phải thiêu. Hoặc là người ta đem lên núi cho chim, cho quạ nó ăn, chứ còn người ta không có chôn được. Còn như mình ở đây, thí dụ như có một số nơi Phong còn biết là chôn, nhưng mà miếng đất chôn đó chỉ có giá trị 30 năm thôi. Sau 30 năm người nhà phải lên ký lại một cái hợp đồng khác với nhà hòa, với nghĩa trang, để tiếp tục được chôn cái người đó ở cái miếng đất đó. Cho nên có nhiều nơi người ta thiêu đi để chi gọn gàng cho con cháu mai này đi đâu cầm theo cũng dễ. Hoặc là nếu một lúc nào đó không còn ai giữ nữa thì chúng ta làm lễ thủy tạng giải quyết. Cho nên thưa đại chúng, chôn hay thiêu không phải vấn đề giải thoát của mình, mà cái nào tiện lợi gọn gàng, nói cho gần gũi nữa rẻ, cái nào tiện lợi cho con cháu mình trong tương lai thì chúng ta làm vậy thôi. Không có giải thoát, chôn không phải giải thoát mà thiêu cũng phải giải thoát. Giải thoát là ngay bây giờ. Cái cách sống của mình có làm mình giải thoát không? Sống mà không giải thoát mà đợi chết, chôn hay thiêu giải thoát sao được? Chôn đè nặng thấy mồ chạy không kịp. Giải thoát ngay tâm hồn mình. Bây giờ ai đè mình đâu? Một lời nói thôi mà nặng nề mình mấy năm. Vậy mình hỏi mình giải thoát chưa? Còn nếu mà chôn rồi ở đây ha, một lớp quan tài thêm cái lớp vỏ ngoài, đổ một đống đất lên, nặng thấy mồ, giải gì nổi. Cho nên đó, bây giờ chỉ một lời nói người ta thoáng qua tai mình thôi, mà mình đã biến nó thành một cái cục sắt ngàn cân đè trên người mình hết năm này qua tháng kia rồi đó. Bao nhiêu đó thôi, mình hỏi là mình có giải thoát chưa? Cho nên đừng đợi chết mới giải thoát, phải giải thoát ngay bây giờ. Những lời nói, những hành động của ai đó làm mình buồn phiền hay là những chấp trước của mình, nên giải thoát mấy cái đó trước. Mà giải thoát được cái đó rồi đừng lo. Mình đã giải thoát được cái đó rồi, chôn thiêu mình chẳng có quan tâm nữa. Con muốn làm sao đó con làm, miễn tiện lợi cho tụi con thôi. Cha mẹ mà tự tại, cha mẹ có nói vậy, cũng đừng nói nhớ đem má về Việt Nam, làm cho rùm beng lên để má nở mặt nở mày. Chết mà nở mặt nở mày gì nữa. Mình nở xong con nó cũng nở mới nợ. Không cần thiết. Tử là tán, khỏi coi ngày. Tử là tán, chết rồi còn cái gì nữa. Mà nói ra cho cùng, coi ai, coi toàn người sống không. Thành thử ra mình muốn coi thì mình coi, không có gì. Nhưng mà theo cái quan niệm của Phật giáo thì chết là chúng ta phải giải quyết. Bây giờ mình coi ngày xong nó kéo dài 2-3 tuần lễ, cử đứa này tuổi kia không bao giờ mà không có. Cho nên người ta coi đó, người ta cũng đâu có lấy hết danh sách gia đình ta coi đâu. Ta coi người con trai trưởng thôi, người dâu trưởng, đứa cháu nội đích tôn, lấy ba tuổi đó làm chuẩn, hoặc bà vợ và ông chồng. Chứ nếu lấy hết cả nhà ra coi chắc khỏi làm gì hết đó. Kính chúc thầy nhiều sức khỏe, xin thầy giải giúp con một việc. Bạn của con nói khi gặp đồ gì của ai cũng không nên lượm hoặc nhặt đưa cho ai, ví dụ như đưa cho cảnh sát hoặc tìm người trả lại, vì như vậy mình sẽ tạo nghiệp. Thưa thầy, bạn con nói vậy có đúng không? Bạn của cô hay chú đây hỏi đó, bạn của quý vị nói, sao quý vị không đi hỏi bạn của quý vị? Bây giờ ví dụ cái người đó nói là thấy đồ gì của ai rớt đừng lượm, dù là lượm trả cho cố chủ, dù là lượm đưa cho cảnh sát cũng không nên, vì như vậy là tạo nghiệp. Vậy thì mình đặt lại câu hỏi, nghiệp gì mà tạo? Cái người nào nói thì mình phải hỏi người đó để người ta giải thích. Người ta nói nghĩa là người ta phải có câu trả lời, người ta phải có lý lẽ. Bây giờ một người nói hỏi một người biểu trả lời sao trả lời, phải không?
Thí dụ mai mốt ai nói đừng làm gì không nên, hỏi ta liền không nên làm sao chị? Cái gì không nên? Tự nhiên nghe không nên cái lật đật làm theo người ta rồi đi hỏi người khác. Người ta nói ở con còn nhỏ con đừng có thờ Quan Âm. Vậy hả cô? Thôi con để con đem tượng này lên chùa con đưa lại. Xong hỏi thầy bà đã nói vậy có trúng không thầy? Bà nói hỏi bà. Người nào người ta nói nghĩa là ta sẽ có câu trả lời. Mình nên hỏi người ta để người ta giải thích cho nó đàng hoàng. Về mình nói về lỡ trúng không trúng ý người ta làm sao? Nhưng mà nếu mà hỏi thì em nói. Về phần của em không có vấn đề gì hết. Mà nếu nói tạo nghiệp có, mà tạo nghiệp tốt. Nghiệp có chứ, nhưng mà tạo nghiệp tốt. Vì cái nghiệp tốt này bà ở đâu? Ở cái chỗ là sống không thờ ơ, sống không bỏ mặc người khác. Khi người ta rớt đồ, thí dụ người ta rớt 10-20 đồng thôi mình thờ ơ còn có lý. Người ta rớt một cái hộ chiếu, người ta rớt một cái thẻ quốc tịch, người ta rớt một cái bằng lái xe, một cái thẻ credit card người ta, mà biết họ là ai mà không lượm lại có phải là mình xấu không? Rồi bây giờ mình không biết họ là ai mà tốt nhất đưa cảnh sát để bảo đảm cái thẻ này không bị người khác sử dụng. Như vậy câu này nè, nếu người đó nói là làm như vậy sẽ tạo nghiệp, có đúng không thầy? Dạ đúng, mà tạo nghiệp tốt chứ không phải là nghiệp xấu. Quý vị hiểu ý không? Nghiệp là gì? Nghiệp là cái thói quen sống của mình. Nếu mình sống mà mình thờ ơ, mình bỏ mặc đó, nó cũng thành cái nghiệp đó. Nhưng mà đó là nghiệp thờ ơ, lạnh nhạt, bỏ mặc không quan tâm. Còn nếu mình nhìn cái gì mình muốn quan tâm hết, đó là cái nghiệp tốt của mình. Thường ở Pháp Hòa vô ngồi trong pháp thoại á, mà thấy ai còn ở ngoài cửa chưa được vô mình khó chịu lắm. Tại vì một là trời có thể lạnh, hai là trời quá nóng bức, hoặc là người ta đứng như vậy người ta mỏi chân. Mà trong khi đó có chỗ nào tốt mình mời người ta vô tốt. Quý vị hiểu mà nói tới mình sống mà mình luôn luôn mình biết quan tâm với người khác. Chứ còn mình sống mà mình không có quan tâm gì kể ai làm gì làm, mà thậm chí mình nói một câu không phải chuyện của tôi, thì nhớ là mình nói câu đó thì mai mốt mình đụng chuyện gì thì người khác cũng có thể sử dụng câu đó lại với mình là không phải chuyện của tôi. Như vậy mình sống với ai? Mà gặp chuyện gì của Phật ơi cứu con, Phật sẽ nói không phải chuyện của tôi. Quý vị Vietnamese, tôi Indian. Cho nên mà không phải vậy. Học Phật giáo không phải như vậy. Đạo Phật không có những cái lý thuyết như vậy, không có những cái chủ trương như vậy. Mà Đạo Phật ở đâu? Đạo Phật ở hồi sáng quý vị nhớ không? Phật ở đâu? Phật trên cành lá, cây quỳnh, cây dao. Phật ở đồi cao, ở biển cả. Phật ở trên lá, trên hoa. Phật ở khắp mọi nơi, mọi chỗ, mọi chỗ nào sống có biết thương, biết hiểu là chỗ đó có Phật. Sống mà biết thương, biết hiểu là chỗ đó có Phật. Một bà cụ đang đi, cho nên nhiều lúc có Phật đang đứng chụp hình vậy nè, thấy một vị già yếu đi tới, sắp sửa lên, không bao hiếm khi nào có Phật đợi quý vị đã chạy lên tới đây. Mình chạy xuống đó, mình đứng ngay đó, mình chụp tấm hình để người ta đỡ đi. Mình khỏe mình chạy tới đó được mà. Cái tu của mình ở đâu không biết, nhưng mà sống mà chỉ cần biết quan tâm người khác thôi đã là một cái đức lớn rồi. Một cái đức lớn rồi. Còn nếu mình sống vậy, mình sống sợ gì? Sợ nghiệp mà không dám đụng tới ai hết á. Vậy thì ai đụng tới mình cũng lãnh nghiệp chết á. Cho nên nó có ông thầy á, kho đậu hũ không cho đệ tử ăn. Mỗi ngày nó cứ nhìn miếng đậu hũ nó thèm hoài. Nó nói thầy ơi, sao mình chưa được ăn đậu hũ? Nó để yên đó con, kho lâu cho nó thấm.
Ngày hôm sau ổng đi ổng té cái rầm ở ngoài đường á, ở ngoài cái sân chùa. Con đỡ thầy dậy con. Nó thôi thầy nằm đó cho nó thấm.